từ năm 1920 đến 1931 trên núi Châu Ê cao vời vợi. Lăng Khải Định có một giá trị lớn về nghệ thuật trang trí nội thất. Điện Khải Thành và Cung Thiên Định được điểm tô lộng lẫy và hài hòa bằng những công trình mỹ thuật kết hợp chặt chẽ trang trí với điêu khắc và hội họa. Nghệ thuật trang trí nội thất của Lăng Khải Định đã đánh dấu một bước phát triển vượt mức của nghệ thuật trang trí Việt Nam trong việc kết hợp kỹ thuật ghép ảnh với kỹ thuật khắc chạm nổi và sử dụng chất liệu độc đáo của mảnh sành, sành sứ, mảnh chai nhiều màu để thể hiện các đề tài trang trí truyền thống một cách thoải mái, tự nhiên, đầy chất thơ tươi sáng.